bố đang làm gì? Sao lâu quá con không nhận được thư của bố? Mấy hôm nay trời rét quá, bà không ngủ được nên nằm kể chuyện của bố lúc nhỏ cho con nghe. Con thấy hãnh diện với bố quá. Bà nói con giống bố ở đôi mắt biết nói, cái mẹ cười có duyên. Con lấy ảnh ra xem và thấy con giống bố thật. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Sao bố không về với con? Con thèm được bố âu yếm, con thèm ăn cơm với bố, con thèm ngồi ấm cùng bố quá. Bố ơi, bố mau về sớm với con nhé. Còn cậu xin Đức Phật linh thiêng chứng giám, kéo chồng con quay về, đừng nhúng tay vào những việc làm sai trái tội lỗi. Con xin Quan Âm Bồ Tát hãy thương tình cứu giúp chồng con để anh ấy sớm tỉnh ngộ. Thank you.
Phải gì cơm? Ôi rồi, đau quá, cứu tôi với, cứu tôi với, ôi rồi, cứu. Chào bác sĩ. Chào anh. Tình hình bệnh nhân có khả quan không? Chúng tôi đã tiến hành xuất ruột. Cũng may là bệnh nhân được đưa tới sớm và có sức đề kháng cao, cho nên mọi chuyện diễn biến tốt đẹp. Các anh có thể tiếp xúc sau khi anh ta tỉnh. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Chào thiếu tướng, tôi nghe đây. Tình hình sao rồi? Báo cáo thiếu tướng, tình hình rất là khả quan. Nạn nhân đã được cứu sống kịp thời. Tôi đã tăng cường công tác bảo vệ và sẽ bố trí chỗ ở an toàn sau khi nạn nhân xuất viện. Tốt. Xong việc cậu về phòng tôi hỏi ý ngay. Báo cáo. Rõ. Các đồng chí hãy canh giữ nghiêm ngặt. Rõ.
cho kiểm tra giấy tờ xe. Xe chở gì đó? Chở hàng lậu có phải không? Đề nghị mở cửa xe ra kiểm tra. Chỗ người quen không mà chú? Mở xe ra kiểm tra. Dạ. Hàng gì đó? Có mấy cây thuốc lá đem về quê cho bà con đó mà. Mở ra đi. Mở ra. Anh em hút đỡ, thông cảm cho anh. Nhà sắp có đám cưới, đem về quê biếu cho mỗi người một ít. Chú nói chuyện với người nhà của anh. Anh thấy mặt phó giám đốc sở đây. Alo, anh Mạnh nói giúp anh em một tiếng. Tôi chở mấy cái thuốc lá về quê biếu bà con, bị mấy anh em giao thông kiểm tra nè. Nè, chú nghe đi. Alo. Dạ em biết rồi. Dạ. Ờ, anh thông cảm cho. Tụi em cũng vì nhiệm vụ thôi. Không có gì. Nè, anh em uống nước nha, đừng có ngại. Việc ám sát Ngọc Đen cho thấy chân rết của băng nhóm này đã vươn dòi bạch tuộc khắp nơi. Những thông tin chúng ta đã có được từ báo cáo của H1, H2 cho thấy băng nhóm tội phạm này dựa vào những thế lực của một số cán bộ. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta không chỉ phá án mà còn đưa ra ánh sáng những con sâu để dân tin cán bộ hơn. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta phải làm quyết liệt. Báo cáo thiếu tướng, sáng nay tôi đã tiếp xúc với Ngọc Đen. Ngọc Đen rất bức xúc và nhận ra đây là một âm mưu thâm độc. Chính Ngọc Đen thừa nhận hắn đang nắm giữ rất nhiều bí mật. Vụ mưu sát Ngọc Đen là một hành động giết người diệt khẩu. May mắn là chúng ta đã cứu chữa Ngọc Đen kịp thời. Chúng ta đang có thuận lợi là Ngọc Đen bất mãn Lê Tuấn và niềm tin của hắn vào việc được cứu ra đã bị lung lay. Vì vậy, tôi nghĩ việc khai thác Ngọc Đen trong thời gian tới rất dễ dàng. Kế hoạch bảo vệ Ngọc Đen ra sao rồi? Báo cáo thiếu tướng, đã chuyển phòng giam của Ngọc Đen vào trại giam T-6 của bộ. Việc bảo vệ đang được thực hiện nghiêm ngặt. Chế độ ăn uống của Ngọc Đen cũng được một bác sĩ theo dõi kiểm tra. Tốt lắm. Các đồng chí nên nhớ, Ngọc Đen là chìa khóa của vụ án. Nên bảo vệ Ngọc Đen và cảm hóa Ngọc Đen là một nhiệm vụ quan trọng. Hiện tại, cơ quan điều tra đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo tổ chức này. Tôi đang cho thanh lọc và xác minh để tìm ra các chứng cứ quan trọng. Đây là mẻ lưới rất lớn mà chúng ta quyết tung lưới vào thời điểm thuận lợi để bắt bằng được con cá lớn. Bản thân tôi cũng như các đồng chí đang chịu nhiều áp lực, nhiều sự can thiệp. Tôi mong các đồng chí vững tin chúng ta đang đi đúng hướng, đang được các cấp chính quyền và nhân dân ủng hộ. Vì vậy, đây không chỉ là một vụ án hay sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu đơn thuần. Tôi tin chúng ta sẽ thành công. Thôi, các đồng chí đi làm nhiệm vụ. Rõ. Alo, anh Tám phải không? Vâng, tôi Tám Nghĩa đây. Anh muốn đánh đổi sự nghiệp của mình vào vụ án này sao? Tôi nghĩ nó không đáng để anh phải dồn hết những gì anh có hơn 30 năm để đánh đổi đâu. Xin lỗi, ai đồng dây? Cũng là đồng nghiệp của anh thôi. Nhưng tôi thấy anh đang đi một nước cờ mạo hiểm, anh không đủ sức đâu. Tôi Tấm Nghĩa nghe đây. Dạ, chào thiếu tướng, em là Thiên Như đây ạ.
diễn biến vụ án có thêm thông tin gì không? Em xin phép anh khoảng 30 phút để phỏng vấn được không ạ? Cô Như đó hả? Các báo cáo của cô tốt lắm. Chúng tôi đang làm rõ những điều cô cung cấp. Còn phỏng vấn hả? Bữa khác nha. Hiện giờ chưa có thông tin gì mới. Dạ. Nhưng khi có thông tin nào mới, anh nhớ cho em biết tin nha. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ưu tiên cho nhà báo mà. Có gì tôi sẽ báo tin ngay. Dạ, em cảm ơn anh. Không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Vậy là bao năm nay mình một lòng một dạ, thật khổ nạn. Ngoài anh hai, ai có khả năng ra tay hại sát? Đàn em ra đi, đàn em bệnh sinh, bằng nhóm cực bốc, càng không thể. Mình có tin vào người cả cán bộ điều tra không? Nếu khai ra, liệu mình có thoát được án tử hình? Tiếp tục im lặng, còn cơ hội để gặp bạn. Liệu những ngày sắp tới có một điều ổn không? Mẹ Kim, Ngọc Đen cũng chỉ là một con thú thí. Hay chung mình thật bảo chỉ còn một tháng là sinh ra mình rồi. Chắc giờ con đã bỏ đằng này. Trời ơi, ai đây bố bún nào? Bốn cái này. Thành phố. Chính đó, lớn ra cho bố. Bố thả chỗ đấy. Bây giờ con chỉ cho bố trò mới nhé. Bạn con mới chỉ cho con đấy. Ý, nhưng không chơi ăn đính tài nữa nha. Bố thích gì cơ? Bố thích ăn hôn cơ. Ai thua sẽ hôn người thắng hai cái nha. Bố khôn quá. Nhưng bố có dâu, bố chỉ được hôn con chứ không được cà vào mặt con đâu đấy. Ừ, đồng ý. Nào, chơi trò gì? Bố xòe tay ra rồi đọc theo con. À. Quả địa cầu có bốn đại dương. Dương 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 là cái giường đi ngủ. Ngủ 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 là cái tủ đựng tiền. Tiền 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 là bà tiên biết múa. Múa 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 là công chúa biết bay. Bay 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 là máy bay cất cánh. Cánh 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 là cánh chim én. Én 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 là chén ăn cơm. Cơm 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 là tam phúc chí. Trò này bố chịu cô con gái rồi. Bố không thuộc, không thuộc được. Bố bị phạt nhá. Bố hôn con đi. Nào, hôn. Những mâu thuẫn giữa anh và Lê Tuấn chủ yếu ở việc gì? Lê Tuấn vốn là người không tên tuổi, hắn mới nổi, nhưng chơi rất ngông. Ai mở sòng bài, hắn đều bắt cống nộp hoặc phải xin phép. Nếu không, thì sòng bài sẽ bị phá hoặc bị bắt. Việc anh bị rạch mặt có liên quan gì đến Lê Tuấn? Tôi có cho đàn em bị phá các nhà hàng và sòng bạc của Lê Tuấn, nên hắn rất căm phẫn. Năm méo cho tôi biết Lê Tuấn mượn tay Nga Điên rạch mặt tôi. Nhưng khi năm méo đến nhà tôi nhậu, lúc hắn bị sai,
tôi lại phát hiện một sự thật khác. Hay. Quá hay. Vô đi anh mày. Vô. Vô. 100% luôn. Vô. Anh Bảy mà uống nổi thì em uống. Thôi chú mày nghĩ đi, uống nhiều quá rồi đó. Anh Bảy có biết thằng Lê Tuấn không? Anh không biết đâu. Anh chơi không có lại anh đâu. Vô. Mời anh 7 ly nữa nè. Vô nha anh 7. Anh 7 giờ không phải là 7 sẹo nữa, mà là hàng tá sẹo. Người ta nói còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, mà hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Vô đi, vô, vô. Vô. Vô đi. Tin nhắn đi kìa. Thưởng thêm cho chúng mày 50 chai vụ xử bị sẹo. Chúng mày tiếp tục theo dõi bị sẹo. Nếu nó còn ngo ngoe chưa biết điều, tặng cho nó đôi nặng gỗ. Tao không muốn thấy mặt nó nữa. Thank you.
Tôi không ngờ mình lại bị thằng đệ tử bắt rẻ như vậy. Cho nên tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh nghĩ Lê Tuấn có liên quan gì đến việc anh đã sát hại Năm Béo? Tôi chưa hiểu ý anh. Thôi, ta dừng ở đây. Khi nào có việc cần gặp tôi, anh cứ nhắn lại với anh em quản giáo. Dạ. Mời vào. Chú vừa gặp Bảy Sẹo hả? Có thêm tin tức gì không? Lời khai của Bảy Sẹo phù hợp với chứng cứ có tại hiện trường. Vụ án chỉ có một mình Bảy Sẹo ra tay. Thu Cúc chỉ là người che giấu tội phạm. Tuy nhiên, tôi nghĩ có bàn tay của Lê Tuấn. Có phải là chú muốn nói Lê Tuấn mượn tay của Bảy Sẹo giết Năm Méo? Chính xác. Theo báo cáo của H1, trước đó Lê Tuấn đã phát hiện Năm Béo là đàn em của Bảy Sẹo, nên bí mật thuê một công ty vệ sĩ theo dõi. Vì vậy, khi biết Năm Béo vào nhà Bảy Sẹo, Lê Tuấn liền nhắn tin nhằm vào hai mục đích. Một là tăng niềm tin của Năm Béo vào Lê Tuấn, nhưng Lê Tuấn còn nhắm vào mục đích thứ hai. Đánh lạc hướng cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của Năm Béo. Đánh lạc hướng ngay cả suy nghĩ của Bảy Sẹo. Bảy Sẹo không ngờ Lê Tuấn phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Năm Méo. Ngay cả việc Lê Tuấn ra lệnh rạch mặt Bảy Sẹo cũng nằm trong tính toán của hắn. Đó cũng là lý do trong một thời gian dài chúng ta không phát hiện ra được thủ phạm của vụ án. Một bộ óc thông minh, một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Đứng lại. Sáng giờ tôi nói gì bao nhiêu lần rồi, chị không có được vô đây, giám đốc không có tiếp đâu. Chị muốn tôi đưa lên công an không hả? Tôi là vợ Ngọc Đen, các anh cho tôi gặp giám đốc, tôi chỉ nói một câu thôi, một câu thôi mấy anh à. Không có nói gì hết, mời chị ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi chị ơi. Đi. Anh ơi. Đi. Buông cổ ra, cho cô vô gặp tôi. Xin lỗi, anh không biết em đến. Sao không gọi trước cho anh? Ngày nào em cũng gọi cho anh mấy chục cuộc, nhưng mà không có được. Từ ngày anh Ngọc em bị bắt tới giờ, em không có tin tức gì hết trơn hả anh hai? Chú Ngọc Đen vẫn khỏe. Cơ quan công an người ta bắt lầm, vài ngày nữa là thả ra thôi. Anh hai ơi, cứu anh Ngọc đi anh hai. Em không có chỗ dựa nào hết. Em yên tâm, Ngọc Đen là em của anh mà. Anh xin lỗi, tổng đài anh bận quá cho nên không có ghé thăm em được. Sao, tìm mua tóc của em sao rồi? Từ ngày anh Ngọc bị bắt tới giờ, em không có làm được nên tạm thời đóng cửa rồi. Anh có lỗi với em. Có một điều vẫn ám ảnh anh. Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi. À,
anh đã nhớ đúng như em rồi đó. Em là bé Lan. À, anh tỉnh này hả? Sao anh khát nước mà không xin nước uống? Bên nước xưa còn đó, những tiếng sóng vô tận chảy dài về biển khơi. Cảm ơn em nha. Em cần nước nè, anh uống không? Anh đói lắm. Hả? Anh nói gì? Anh nói lớn lên. Anh đói lắm. Ừ, em còn ổ bánh mì nè. Em mới mua đó. Em tên gì? Nè. Nhà em ở đâu? Không có. Nhà mẹ em đâu? Không biết. Bên nào? Bao nhiêu năm nay anh đi tìm em, em có biết không? Em nhận ra anh ngay từ ngày đầu tiên anh đến tiệm của em. Nhưng tại sao? Em có biết là anh đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm em không? Em có biết ổ bánh mì ngày xưa cứu vớt cuộc đời của anh không? Em có biết em có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời anh không? Nhiều đêm anh chỉ mơ được gặp lại em. Anh vẫn mơ thấy lúc đang ăn ổ bánh mì của em. Vậy mà thôi đừng nhắc chuyện cũ. Mấy lần em định nói với anh, nhưng anh sẽ cứu Ngọc Đen vì em. Anh hai, anh ráng đưa cái này cho anh Ngọc giúp em nghe. Chắc là anh Ngọc trông tin em lắm đó. Anh hai ráng cứu anh Ngọc nghe. Anh hứa. Con cầu mong xin bố mẹ phù hộ cho con và con gái của con. Con gái ơi. Con gái, đừng bỏ bố. Con gái ơi,
con gái ơi, đừng, đừng bỏ bố con gái, đừng, đừng con gái ơi, đừng. Nè, anh Ngọc, anh Ngọc dậy đi, anh mặc áo vào lên gặp cán bộ. Dạ vâng. Chào cán bộ. Anh khỏe hẳn chưa? Ở đây an toàn, yên tâm đi. Tôi mang tin vui đến cho anh đi. Anh biết của ai rồi chứ? Anh đọc đi. Anh thương em, em như đứng ngồi trên lửa, chỉ không biết được tin của anh. Em đi khắp nơi tìm kiếm, hỏi tất cả mọi người, nhưng cũng không tìm được dấu vết gì của anh. Em cũng tìm đến anh hai nhiều lần mà không thể nào gặp được. Khi hay tin anh bị bắt, em chết điếng. Rồi em tự ăn ngủ dài ngày anh sẽ về. Nhưng em chờ, chờ mãi. Mỗi ngày em đều viết thư cho anh, mà không biết làm sao mà gửi cho anh. Em đứng ngồi không yên, lo cho anh lắm. Nếu liên lạc được, anh sớm tin về cho em biết nha. Em yêu anh chưa? Tái đích, khi anh nhận được thư này, em đã gặp được anh hai. Anh hai sẽ cứu anh. Anh vẫn tin Lê Tuấn cứu anh. Tôi có thể gặp Lily được không? Đang trong giai đoạn điều tra, điều đó không thể được. Nhưng anh có thể viết thư cho cô ấy. Anh còn có nguyện vọng gì nữa không? Dạ không, xin cảm ơn cán bộ. Ừ, anh có thể về phòng. Dạ, cậu mới về. Bà Năm đưa Lily vô nhà. Tôi đi cất xe. Em vô đi. Dạ, chào chị ạ. Mời cô vào. Cô cứ tự nhiên. Dạ. Dạ, em chào chị hai. Gọi tôi là Minh Thùy được rồi. Dạ, dạ. Dạ em là, tôi có nghe anh Tuấn nói, cô cứ tự nhiên đi. Tôi có dọn sẵn cho cô một phòng rồi. Dạ. Làm quen với nhau rồi phải không? Chị là từ nay ở nhà có thêm người để tâm sự với mẹ Thùy rồi nghe. Dạ. Mời cô lên phòng tắm rửa rồi còn cơm nước nữa. Dạ. Đi đi em.